Tháng 3 mùa hoa xưa nở, sắc vàng óng ánh bờ sông. Tháng 3 lại về, đầu đầu trên khắp nẻo đường của Tam Kỳ thân thương cũng vàng ươm sắc xưa nồng nàn. Người dân Tam Kỳ lại xao xuyến bồi hồi với những sắc vàng ngã bóng sông. Riêng đối với đoàn viên thanh niên chúng tôi, tháng 3 luôn mang lại những cảm xúc rạo rực, không vì những sắc xưa nở bung mà còn vì tháng 3 của lịch sử, tháng 3 của quê hương, tháng của màu áo xanh thanh niên Việt Nam. Với tháng 3 hào hùng cùng những trang sử vẻ vang của ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chào mừng ngày giải phóng quê hương thành phố Tam Kỳ, để giúp các bạn trẻ hiểu hơn về những trang sử của quê hương đất nước, hiểu hơn về những tháng năm của thế hệ cha ông, những người đã đấu tranh vì dân tộc, vì nông sông, vì hòa bình tổ quốc. Chúng tôi, những đoàn viên thanh niên của phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, cùng với các cô, chú là cựu chiến binh của phường An Mỹ, cùng nhau đồng hành tìm về những địa chỉ đỏ, những nơi ghi dấu ấn lịch sử của quê hương Tam Kỳ. Chúng ta hãy cùng nhau tham gia hành trình nhé! Xin chào tất cả mọi người, chúng tôi đang có mặt tại phủ lý Tam Kỳ, hiện nay đang nằm trong khuôn viên của trụ sở Ủy ban Nhân dân phường An Mỹ, và từ nơi đây sẽ bắt đầu hành trình thăm địa chỉ đỏ của đoàn viên thanh niên và cựu chiến binh phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ. Nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ lược về phủ lý Tam Kỳ nhé. Lần theo sử liệu, lý sở Hà Đông được dời về Tam Kỳ, đổi thành phủ Tam Kỳ từ năm Thành Thái thứ 18 năm 1906. Đặt phủ đường ngay tại mảnh đất này. Từ đó, những hào hùng của một thời tranh đấu âm vang từ cuộc biểu tình chống xu thế năm 1908, thường cờ nghĩa ủng hộ vua Di Tăng năm 1916. Qua hai cuộc trường chinh giành độc lập dân tộc, An Mỹ tiếp tục là mảnh đất ghi dấu tinh thần bất khuất, ngoan cường. Tiêu biểu là cuộc tiến công đánh chiếm tỉnh đường Quảng Tín vào Tết Mậu Thân năm 1968, cao trào tổng khởi nghĩa giải phóng thị xã Tam Kỳ vào ngày 24 tháng 3 năm 1975. Và nơi đây, lần theo dấu vết xa xưa, chúng tôi sẽ đến với một di tích lịch sử mang ý nghĩa sâu sắc, nơi ghi lại những dấu ấn lịch sử về sự ra đời của chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Tam Kỳ. Mời các bạn cùng theo chân của chúng tôi nhé! Xuất phát từ phủ lý Tam Kỳ, theo tuyến đường Nguyễn Thế Học, Phan Chu Trinh, Hoàng Diệu, chúng tôi đến với xóm Tứ Bàn, khu phố 3, phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ. Và điểm dừng chân của chúng tôi đó chính là Chùa Ông. Cuối năm 1949, Đại hội đại biểu lần thứ 2 Đảng Bộ huyện Tam Kỳ, họp tại Bích Ngô, Tam Xuân 2, xác định nhiệm vụ đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Từ sau đại hội, số lượng đảng viên thuộc Đảng Bộ Tam Kỳ tăng lên trên 5.000 người, đồng thời thành lập thêm nhiều chi bộ mới trực thuộc. Trong đó, tại đình làng Hương Trà thuộc phường Hòa Hương ngày nay, thành lập một chi bộ mới mang tên Trần Phú. Chi bộ bắt đầu vận động quần chúng, thực hiện đội bí mật bảo vệ tỉnh ủy, bảo vệ ủy ban tỉnh, bởi vì ở đây là khu an toàn nhất để chỉ đạo cho cuộc chiến tranh, tổ chức cho các địa phương thực hiện bảo vệ nhiệm vụ bí mật, thực hiện vườn không nhà trống và tổ chức lực lượng phục vụ cho tiền tuyến. Từ năm 1955, Đế quốc Mỹ dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm và mở rộng chiến dịch Tố Cộng, gây ra những tổn thất lớn cho đảng bộ và nhân dân Tam Kỳ. Nhiều chi bộ phải rút vào hoạt động bí mật. Nằm giữa những tấp đập bộ bề của một thành phố đang phát triển, xung quanh là những ngôi nhà khang trang của phố thị, với những nhộn nhịp của chợ phố tấp nập ngày đêm. Chùa, nhưng không phải là chùa, là một ngôi nhà yên tĩnh, tĩnh lặng đi cùng năm tháng. Chùa Ông, nơi ghi lại một trang sử của Đảng Bộ thành phố Tam Kỳ. Ngày nay, Chùa Ông vẫn được nhân dân gìn giữ như là một bảo vật, một di tích quý giá của Đảng Bộ cũng như của nhân dân thành phố Tam Kỳ. Và xin giới thiệu, đây là chú Trần Anh Tuấn,
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Phước Hòa. Vâng, xin chào chú ạ. À, được biết chú là chủ tịch của Hội Cựu Chiến binh của phường Phước Hòa. Thì ngày hôm nay thì đoàn viên thanh niên của toàn thành phố Tam Kỳ và các cô chú hội viên cựu chiến binh của phường An Mỹ cùng đến đây để tham quan cái di tích chùa Ông. À, chú có thể cho cháu được biết rằng di tích chùa Ông này là nơi mà trước đây thành phố Tam Kỳ của chúng ta được thành lập là chi bộ đảng đầu tiên vào tháng 5 năm 1930. Và chú cũng cho chúng cháu biết thêm và hiểu rõ hơn về cái di tích chùa Ông ở nơi đây ạ. À, xin thưa các đồng chí và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, thì như các bạn đã biết thì cơ sở thờ tự đây là nhà thờ thất phái của tứ bàn tiền hiền thị sở của bảy họ gồm Hồ, Quỳnh, Trăng, Nguyễn, Đỗ, Đinh, Lê xây dựng lập lên cơ sở thờ tự này vào và phục hồi từ năm 1959 đến nay. Thì đây cũng là một cái di tích, là một chốc mốc son đầu tiên của phủ Tam Kỳ sau ngày 3 tháng 2 năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Ngày 28 tháng 3 năm 1930 Đảng bộ tỉnh Quảng Nam được thành lập, và cũng tại nơi này, cơ sở tư bản thị sở này vào ngày tháng 5 năm 1930 là chi bộ đầu tiên của phủ Tam Kỳ được thành lập với ba đảng viên là Tư Định, Hồ Đắc Thành và Khu Trúc Tự, do đồng chí Tư Định làm chi bộ đảng đầu tiên của phủ Tam Kỳ, cũng đã được thành lập tại đây tháng 5 năm 1930. Vâng, xin được cảm ơn chú đã có những cái thông tin về cái di tích nơi này. Các bạn thấy đấy, qua bao nhiêu thăng trầm, chùa Ông vẫn đơn sơ, vẫn tĩnh mịch như ngày nào. Những lớp rêu phong đã tôn thêm giá trị thời gian, giá trị không gian của di tích này. Chùa Ông đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của quân và dân Tam Kỳ trong cuộc đấu tranh, trong quá trình giành độc lập, hòa nhập và phát triển của Tam Kỳ thân thương. Và bây giờ, để hiểu rõ hơn về quá trình đấu tranh cách mạng của quân và dân Tam Kỳ, chúng ta hãy cùng đến thăm di tích chi bộ đồng tại phường Hòa Hương. Chúng ta đang có mặt tại khuôn viên trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, phường Hòa Hương, nơi có di tích chi bộ đồng, là chi bộ được công nhận hợp pháp đầu tiên của Tam Kỳ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chi bộ đồng nhé. Đây là chi bộ đảng đầu tiên của Tam Kỳ, hoạt động hợp pháp trong lòng địch tại phường 1. Chi bộ đã lãnh đạo phong trào cách mạng địa phương, xây dựng nơi đây thành căn cứ lộn, có 32 gia đình cơ sở nuôi giấu cán bộ với nhiều cách khác nhau. Có cơ sở nuôi giấu cán bộ dưới hầm bí mật, có người giấu ngay trong nhà, ở nơi thờ tự mà địch không hề ngờ đến. Chi bộ cũng đã lập được 4 trạm liên lạc và 2 đường giao liên hợp pháp từ Hòa Hương đến Sài Gòn và đến căn cứ xã Kỳ Trà của Thủy ủy Tam Kỳ. Đồng thời, còn tận dụng con sông Tam Kỳ, tổ chức bộ đội qua quân đột nhập vào nội ô, đánh địch và chuyển tải lương thực thu được đưa ra vùng cách mạng, đưa vũ khí vào nội ô cho du kích. Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc giành độc lập tự do cho đất nước, nhân dân Tam Kỳ dưới sự lãnh đạo của Đảng rất tự hào đã cống hiến sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng. Có hàng nghìn thanh niên cán bộ lên đường đi kháng chiến, tham gia bộ đội, thanh niên xung phong trên các chiến trường. Trong suốt 40 năm, nhiều đồng bào, đồng chí làm cơ sở nuôi giấu cán bộ ngay tại nhà. Các đồng chí du kích B, các chiến sĩ trong quân đội bị địch bắt, tra tấn, tù đày nhưng có một lời khai báo, tất cả với một tâm niệm, thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, thật xứng đáng cho Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ủy ban tỉnh đã công nhận xếp hạng di tích lịch sử rừng Cửu Toản, nơi thành lập chi bộ đồng. Qua những chặng đường lịch sử cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Tam Kỳ đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để cùng cả tỉnh, cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng, góp phần trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xuyên suốt những giai đoạn phát triển, Đảng bộ thành phố Tam Kỳ đã không ngừng phát triển về số lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, để từ đó dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ,
Quân và Giang Tam Kỳ đã viết nên những trang sử cách mạng hào hùng vẻ vang. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ đoàn viên Lê Thị Thu Hà, bí thư chi đoàn trường Mẫu Giáo Hương Sang, đảng viên tiêu biểu trẻ của phường An Mỹ. Bạn có thể cho biết rằng qua cái cuộc hành trình sáng hôm nay thì bạn có cảm nghĩ gì về sự đấu tranh anh hùng bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước? Xin mời bạn. Tôi nghĩ rằng riêng bản thân tôi cũng như là thế hệ thanh niên ngày nay, tuy rằng là không chứng kiến được các cuộc đấu tranh của thế hệ cha anh đi trước, không chứng kiến được cái sự mất mát của họ, nhưng mà chỉ nghe lại qua những cái lời kể. Tuy nhiên rằng là qua cái cuộc hành trình tìm về địa chỉ đỏ sáng hôm nay thì tôi cảm thấy rất là tự hào và thật nhiều xúc động. Và hơn thế nữa thì bản thân tôi cũng đã hiểu hơn một phần nào đó về sự đấu tranh mất mát của cha ông đi trước. Chính vì thế mà thế hệ trẻ ngày nay cần phải phát huy hơn và gìn giữ những cái truyền thống ấy. Và đây cũng là trách nhiệm của một người công dân cũng như là thế hệ thanh niên hôm nay và mai sau. Tôi thiết nghĩ rằng các bạn cũng sẽ có những cảm nhận, những trải nghiệm hay như bạn Lê Thị Thu Hà cũng như các bạn đoàn viên thanh niên của phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ sau khi được tham quan các di tích như thế này, có phải không các bạn? Và khi những nhân chứng sống đã dần đi về với đất mẹ Vĩnh Hằng, về với những đồng đội đã nằm sâu xuống lòng đất trong các cuộc đấu tranh kháng chiến, thì thế hệ trẻ sau này sẽ không còn biết nhiều về những sự hy sinh mất mát ấy nếu không có những di tích lịch sử đi cùng năm tháng và tồn tại với chúng ta ngày hôm nay. Và rồi sẽ còn nhiều tháng 3, nhiều mùa hoa xưa nở rộ, nhiều thế hệ thanh niên Tam Kỳ có thể nhìn vào quá khứ để xây dựng quê hương cho hiện tại vì tương lai. Tam Kỳ sẽ ngày càng đẹp, càng khang trang hơn, nhưng vẫn giữ được những nét đẹp, những giá trị của lịch sử Tam Kỳ. Hy vọng rằng với phóng sự ngắn này của thanh đoàn Tam Kỳ sẽ giúp mọi người hiểu hơn về lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Tam Kỳ. Xin trân trọng cảm ơn.